Mình hơi tốt đẹp nhá. Hôm nay mình có tập vệ sinh ở cái nhà trên hồ Lục Tò. Nhà một hai tập và 100 m², 100 m². Thì các cô đang tập vệ sinh cái mặt tường đỏ. Anh em hãy theo mình để xem nhé. Ok. Đây là toàn bộ của nhà. Đây là nhà ta. Thì bên mình sẽ vệ sinh cái sàn gạch này. Nhưng mà sàn cái gạch này đã vệ sinh rồi nhé. Em quay sát vào đây đi. Gạch đã vệ sinh rồi, hơi bụi tí. Nhưng mà nhỏ, cái gạch mà trước vệ sinh nó sẽ như này nhé anh em. Quay sát vào đây. Đây, cái gạch chưa vệ sinh nó sẽ như này. Đấy. Thì đây là tầng 1 nhá, tầng 1 thì đã vệ sinh rồi, còn tầng 2 đang chưa vệ sinh. Thì mấy anh em chưa làm được xem. Chia sẻ thật với anh em, đây là lần đầu tiên làm cái này. Đào đó thì công. Ok. Mình nhà vệ sinh chẳng rồi. Đây là quay cận cảnh cho em xem nhé. Đấy thì nói chung là làm thủ công thôi, không mất thời gian. Đầu tiên thì trà hóa chất axit nó xin vào đấy. Axit rồi. Đây thì mình sẽ chai axit. Xong rồi xịt xịt lên đây. Đấy xong rồi là phải đập với cả đẽo. Cực kỳ thủ công và mất công. Đây axit. Thầy cô đang trà axit. Không lo mất, ai lấy hết rồi phải lo. Này, cực kỳ thủ công. Rồi, ok. Còn đây là nhà vệ sinh nhà nhá, nhà thì đã vệ sinh xong. Đấy, hôm nay review cho anh em. Rồi. Đấy, vệ sinh xong thì gạch khá là đỏ. Đây, đây là gạch chưa vệ sinh. Đây là mấy quét. Đây ngoài này là chưa vệ sinh. Đấy, gạch này là gạch chưa vệ sinh. Đấy, nó sẽ dính các cái vệt vệt này. Đấy anh em ạ. Ok, cảm ơn anh em nhá. Rồi, cảm ơn anh em xem video nhá. Chào anh em, tạm biệt. Đấy, đây là tôi.